trong phim thì có những cái cảnh quay thì bắt buộc rất là khó, và có những cái mà cảnh quay mình theo kịch bản thì mình ví dụ như là cái đám tang ông chính, nếu mà tổ chức thì rất là tốn kém, buộc mình phải ngẫm nghĩ và đi đến một cái quyết định, tức là mình lấy cái đội tiêu binh và đọc cái điếu văn thì nó vừa trang trọng mà lại vừa đỡ tốn kém. Thế còn cảnh quay, có những cái cảnh quay rất là đông người, ví dụ như cảnh quay biểu tình gồm cả xe húc, xe cẩu, xe nó kia này khác, thì dàn dựng ra và làm cũng tương đối kỹ. Nhưng cũng có những cái cảnh mà mình sẽ không ưng ý được, bởi vì mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh người ta rất là tận tình giúp đỡ, nhưng cũng, mình cũng không thể kéo cả 100 người dân lên cái cổng ủy ban người ta để mà biểu tình và làm tự nhiên mình làm người ta mang tiếng. Dân đi qua đường không biết đấy là biểu tình thật hay biểu tình giả hay là đóng phim, cho nên là cái lượng người ở cổng ủy ban thì lập tức bị giảm đi. Nếu các bạn theo dõi phim sẽ thấy là giữ cái biểu tình rất đông nhưng ở cổng ủy ban thì rất ít. Có thể nói là cái khác của cái nhân vật trong cái phim này á, đối với cái vai phản diện này, đó là làm sao mà anh thể hiện cái nhân vật của mình bên ngoài không được biểu lộ hoặc là không được bộc lộ một cái gì đó, gọi là anh phải, hay nói cái khác, anh phải biết che giấu tất cả những cái tiêu cực, những cái mặt trái, thậm chí hay nói một khác là phải che giấu được cả những cái tham nhũng của mình, để cho khán giả người ta không nhận thấy. Lâu lắm rồi em mới có buổi picnic ngoại thành thế này, không khí thật là trong lành. Nếu em thích, tuần nào ta cũng đi. Vùng cấm à? Cấm. Đã là vùng cấm thì em đừng để lộ ra như thế này, khó chịu lắm. Đàn ông các anh bạc lắm, chưa chấm mút vào thì còn hào hứng, được rồi cái là quên ngay. Người khác thì như vậy, còn anh thì không. Đàn ông các anh thường cả thèm chóng chán lắm. Đã được gì đâu mà biết là chán. Trong cái phim Chủ tịch tỉnh mà trong cái nhân vật của tôi á, thì tôi phải nói là như thế này, nó có rất nhiều những cảnh nóng, tôi cứ tạm thời gọi là cảnh nóng thôi. Khi đọc kịch bản này tôi cũng thấy rất là ái ngại, và thậm chí là đây cũng nói vui một câu là bà xã tôi cũng có ngó cái kịch bản một chút, bà cũng thấy có vẻ rất là băn khoăn những cảnh ấy. Thì đương nhiên là mình không ngại cái chuyện bà xã mình có những cái phản ứng hay có những cái gì ngăn cản trong cái việc ấy đâu. Nhưng quả tình thì tôi thấy rằng này, sau đó tôi cũng có ý kiến với lại đạo diễn, tôi nói là tất cả những cảnh nóng của Việt Nam sẽ không thể hay và không thể bằng được những cảnh nóng của các phim nước ngoài, cho nên tốt nhất là tránh nó đi và tìm một cái lối thể hiện nào đó vẫn nói được cái điều đó mà vẫn đạt được cái mục đích đó, mà ta không phải làm những cái mà nó gượng gạo và những cái mà nó lại không có hiệu quả. Có cái cảnh mà về sau cả đoàn phim cứ buồn cười, và kể cả Minh Hòa cũng cười và không dám đánh anh Minh Thảo, là bởi vì có một cảnh là cô này cô ấy uất quá, cô ấy ghen và cô đánh chồng một trận. Thế thì lúc mà diễn viên, lúc mà Minh Hòa diễn thì hăng quá mà coi như là đạp thật lực, và thấy anh Minh Thảo coi như là đau đớn một cách, tức là kể cả nước mắt vòng quanh luôn, tức là cứ chảy ròng ròng. Thế thì lúc đó thì quay xong lúc 1 thì đạo diễn tức là yêu cầu có một lúc 2 để cái góc máy được chặt hơn. Thì anh Thảo bảo, Minh Hòa ơi, anh xin Minh Hòa, anh bị thoát vị đĩa đệ, và tức là nếu như mà em đạp vào hông anh như này thì coi như anh nằm luôn một chỗ thật. Thế bảo, thế thì em không biết bây giờ anh muốn em đạp vào đâu, và bây giờ anh muốn là em đạp vào vai anh thôi thì tốt hơn. Chính vì thế mà trên phim là Minh Hòa đạp rất nhiều vào vai của anh Thảo. Quay ấn tượng nhất của Văn Anh có lẽ là cảnh quay say rượu, khi mà nhân vật Tuấn mà Văn Anh đảm nhận là nhân vật người yêu của Bình, là Vi Cầm đảm nhận vai đó. Thì ngoài đời Văn Anh rất là ít khi uống rượu và bia, nhưng cũng rất là khó để có thể
nghĩ là mình say như thế nào. Và đặc biệt là khi say thì phải diễn, và diễn là phải thuộc lời. Và thật sự là hết sức là khó khăn trong cảnh quay đó. Và một trường đoạn rất là dài, và chú Thuần muốn rằng một trường đoạn đó phải là quay một cảnh, một đúp. Vì sự liền mạch giữa tình cảm, giữa sự lời thoại, cho nên là không thể cắt ra được. Và Văn Anh đã phải cố gắng hết sức. Và mình nhớ rằng là lúc đấy phải quay gần 10 đúp. Bất cứ đạo diễn nào sau khi mà làm phim xong, và đặc biệt là theo hết phần hậu kỳ, thì đều cảm thấy có những cái mà mình làm chưa tới, giá mà thế nọ, giá mà thế kia. Và hy vọng là những cái phim sau thì mình sẽ khắc phục những điều này.